Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức điện tử online cùng điện tử tuyên quang. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái video, đó là cách tháo một con IC. Con IC này, con IC SMD. Tức là cách tháo gỡ một con IC như thế này. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Thì nếu mà với các phương pháp bình thường như kiểu hút chân bằng cái phương pháp mà trước đây mình đã hướng dẫn các bạn cách gỡ bằng các IC chân cắm bằng cái phương pháp hút, thì cái phương pháp đối với phương pháp đấy thì không làm ăn được gì với cái con chân Z này, với cái con chân Z mà SMD dán như thế này. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ con IC này bằng cái phương pháp là đắp thiếc hàn. Thì cái phương pháp này ấy, nói chung là nó hơi gọi là chuối một chút, nhưng mà nó cũng có thể xử lý được cái ca này. Thì đầu tiên là chúng ta có một cái mỏ hàn. Thì mỏ ở đây thì với cái phương pháp này, các bạn có thể sử dụng mỏ hàn sung hoặc mỏ hàn bút như của mình cũng được. Đây là cái mỏ hàn của mình. Thì với phương pháp này các bạn có thể sử dụng mỏ hàn sung cũng được. Thì nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí, chúng ta không cần phải mua ống khò. Còn tất nhiên đối với con IC này mà chúng ta có khò thì chúng ta khò nó quá tốt rồi, nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện để khò. Thì đầu tiên ấy, các bạn sử dụng cái phương pháp là đắp thiếc kín. Bây giờ ví dụ mình muốn tháo con IC này chẳng hạn. Tháo con IC này. Bây giờ các bạn sẽ đắp thiếc kín hết hai bên chân của nó cho mình. Bây giờ mình sẽ đắp hết như thế này. Như thế các bạn đắp thiếc kín hết hai bên như thế, sau đó các bạn nhanh chóng các bạn đặt que mỏ hàn vào cái đầu mỏ hàn vào hai bên như thế này đó, và chúng ta gạt IC ra. Thì nói chung ấy là cái phương pháp này nó rất là đơn giản, các bạn thấy không, là chúng ta đã gạt được con IC ra rồi. Tuy nhiên nếu mà các bạn làm không khéo thì các bạn sẽ gạt được hết tất cả các con điện trở nhỏ ở xung quanh nó ra, nên các bạn phải làm thật khéo. Thì đối với mỏ hàn này thì mình chưa mua được cái lưỡi dao, nên là mình vẫn dùng cái đầu mỏ hàn nhọn này, đâm ra là gạt nó không được khéo cho lắm. Còn không thì chúng ta sẽ gạt nó ra một cách nhẹ nhàng mà nó không bị ảnh hưởng gì đến mấy con này. Thì vừa xong mình gạt thì cũng không có con điện trở nào ở đây xung quanh đây này nó bị ảnh hưởng cả. Đây mình đã gạt nó ra và các chân của chúng ta là nó vẫn còn khá là nguyên bản. Đây các bạn thấy không? Và đây là con IC của chúng ta. Mình vừa gạt nó ra đây. Ui, đấy, nó bay đi rồi. Đây. Con IC của chúng ta đây. Thì nếu mà các bạn muốn sử dụng con IC này, nếu mà chúng ta tháo bỏ đi ấy, thì chúng ta không cần làm gì nữa, chúng ta vứt ra đi. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng nó hàn bằng cái mạch khác thì các bạn gạt hết thiết các chân này nó đi. Đây, mình đã gạt hết nó đi rồi. Chân thiết nó đã sạch. Bây giờ để mà hàn được nó vào vị trí như cũ thì các bạn lưu ý là các bạn nhớ xác định rõ là cái chấm của nó lúc nãy là nó ở bên nào. Ví dụ như con của mình thì lúc nãy chấm nó ở bên này. Nó vị trí như thế này. Đấy. Thì để đầu tiên trước khi mà chúng ta hàn được nó vào. Ví dụ bây giờ chúng ta vừa xong kỹ thuật chúng ta tháo nó ra, nhưng bây giờ chúng ta sẽ hàn nó lại. Thì các bạn lưu ý ấy, là mình xin nhắc lại là cái mũi, các bạn nếu mà các bạn dùng mỏ hàn này, các bạn phải sử dụng cái mũi hàn nó dạng kiểu lưỡi dao. Chứ nó cái lưỡi dao mình chưa lấy về. Nên là có mỗi cái mũi kim này thôi, đâm ra hàn nó hơi bị khó. Các bạn đặt lại nó vào. Rồi các bạn hàn. Đầu tiên ấy, trước khi các bạn hàn tất cả bốn chân, các bạn đính kèm hai cái chân của nó. Hai cái chân đầu và chân cuối của nó. Mình cố định các cái chân nó vào đúng cái vị trí chúng ta cần hàn. Sau đó chúng ta sẽ cố định hàn hai cái chân đầu và chân cuối của nó trước. Sau đó chúng ta sẽ đắp thiếc vào và để chúng ta vuốt các chân nó vào đúng cái vị trí.
thì cái mũi này công nhận là nó hơi khó hàn thật. Đây mũi này hàn nó bị bớt thiệt, các bạn thấy nó bớt thiệt này này. Mình sẽ sử dụng mũi hàn sung cho nó nhanh. Đây vẫn còn IC lại của chúng ta đây. Giờ nó đang bị bết thiếc đây. Sử dụng vừa dí mỏ hàn này vào cái nhựa thông rồi. Đây các bạn thấy không? Hàn phát vào ngay, vào hết các chân rồi này. Bên này nữa. Thì mấy hôm nữa mình sẽ lấy cái đấy nhá. Đi mua cái lưỡi dao về thì hàn nó dễ hơn ở cái mỏ hàn kia. Thì mỏ hàn đấy mình vừa lấy về nâm ra này. Chưa đủ các loại mũi. Đây bạn thấy không? Là mình đã đây con IC chúng ta vừa gỡ ra chúng ta đã hàn lại. Chân nó đã vào hết rồi, đây. Chẳng qua mình chưa đánh đi thôi. Chưa đánh sạch nó đi là được. Tiếp theo ấy là một cái ca khác, đó chính là đối với những IC nó nhiều chân hơn là con IC 8 chân này. Chúng ta chỉ làm được cái phương pháp này khi chúng ta gỡ ra hàn vào thì các bạn dùng mỏ hàn là cái chắc rồi. Nhưng mà khi chúng ta gỡ ra thì chúng ta chỉ có thể áp dụng cái chiêu trước thức là đắp thiếc vào, áp dụng với con 48 chân này mà thôi. Chứ nếu mà với một con IC mà nó nhiều chân như thế này, ví dụ con này là 1 2 3 4 5 6 7 nó mới 16 chân à. Nó tới 14 chân. Thì làm như thế nào? Thì chắc chắn là cái lúc này chúng ta đã phải nghĩ đến làm cái phương pháp nó cao hơn một chút. Đó chính là chúng ta phải sử dụng khò. Thì để mà khò được thì chúng ta cần một cái máy khò. Nó dạng như thế này. Chúng ta sẽ bu quết mỡ hàn vào. Cứ nhầm nhỏ sang trồng trọt. Đây chúng ta có mỡ hàn đây, chúng ta sẽ bôi nó vào trong cái con IC chân IC này. Còn tất nhiên ý, là cái phương pháp mà khò và hàn là chỉ tùy theo cái kinh nghiệm của các bạn. Là các bạn là hàn khò nhiều rồi thì các bạn mới hàn nó không bị bay các cái con điện trở hoặc là cái con tụ tiếc nó dán đi kèm với cái xung quanh con chân con này. Còn nếu mà các bạn mới hàn lần đầu ấy thì cái việc mà nó bay mất vài con điện trở rồi là bay mất vài con tụ dán xung quanh ấy thì nó cũng không có gì là lạ cả, nên các bạn cũng đừng có quá buồn. Chết rồi. Nãy mình quên không mở chốt gió ra, đâm ra là cái khò này nó hơi bị ấy. Nó hơi bị kêu. Bạn cái ốc này đâm ra là cái bộ giảm sóc nó hơi chặt nên nó hơi kêu. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình khò cho con này. Các bạn đưa đều quanh. Các bạn nhớ khò đều các chân xung quanh. Bao giờ thì thấy là các cái chân chúng ta đặt nhẹ và chúng ta có thể bênh được nó ra. Thì lúc là IC nó đã bung ra rồi và mình đã gỡ được nó ra. Các bạn nghe rất rõ là cái tiếng ấy của mình, cái tiếng máy khò nó quạt gió nó kêu rất là kinh. Bởi vì là lúc nãy mình quên mình đã vặn cái ốc, chưa tháo cái ốc chống sóc khi mà mình di chuyển nó đi. Đây mình đã gỡ được con IC ra rồi. Thì nói chút về cái chỉnh gió này thì với kinh nghiệm của mình ý, thì nói chung là mỗi người có một cách hàn và cách khò riêng.
thì mình cũng không dễ khô này cả. Nhưng mà đối với bạn, các bạn mà chưa quen với những cái này thì các bạn nên để gió không lên quá cao. Mình chỉ để gió cao, cái IR này là gió, cái header kia là cái đốt, cái sợi gọi là cái cấp điện cho cái dây đốt của chúng ta nó nóng lên, mai so gì đấy. Thì cái gió này mình để không quá cao, mình không để quá số 2, cao nhất mình chỉ để đến số 3 thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta để gió cao nó thổi rất là mạnh thì có thể là khi mà chúng ta khò những cái này, chúng ta khò những cái linh kiện này thì con IC này thì nó sẽ bay hết tất cả các con linh kiện xung quanh này. Thì các bạn thấy vừa xong mình khò không một con linh kiện nào nó bị di rời cả, bởi vì mình nhất con IC này ra. Còn cách gắn nó lại thì cũng đơn giản thôi. Để mà gắn lại được con IC này thì chúng ta cũng xác định là cái điểm đâu là điểm đầu và đâu là điểm cuối của nó. Thì lúc nãy mình nhớ là nó xoay theo chiều như thế này. Nó xoay theo chiều như thế này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đính kèm cái chân mình đã đặt nó cố định vào đây như thế này. Đấy, mình sẽ đặt cố định nó vào. Quan trọng nhất là chúng ta phải cố định đặt nó vào như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vẫn cố định như kiểu là con IC kia, chúng ta sẽ cố định hai chân đầu với hai chân cuối của nó vào. Sẽ hàn chân đầu và chân cuối của nó vào để giữ cố định IC nó không bị chạy. Được rồi, bây giờ mình đã cố định được cái chân đầu và chân cuối của IC này, các bạn thấy không? Bây giờ mình chỉ việc vuốt nó vào mà thôi. Cái nữa ấy, mũi nhọn này bạn hàn hơi bị khó. Mình phong thủy chơi luôn con này cho nó nhanh. Lấy luôn cái mỏ hàn sung này dí cho nó nhanh. Xong rồi, như vậy là mình đã hàn xong. Các bạn nhìn đây, cả hai bên đã hàn xong hết rồi. Các bạn dùng acetone các bạn đánh sạch đi nữa là xong. Như vậy là cái video hôm nay mình đã hướng dẫn xong các bạn cách hàn, tức là cách tháo một IC IC chân Z như ở dạng SMD và cách hàn nó vào. Rất là đơn giản như vậy thôi. Thì tất nhiên là các bạn nhìn đây nó không được đẹp cho lắm, bởi vì là mình có vướng cái điện thoại mình quay và các đồ trên này nó hơi bị chật trội nên đâm ra cái thao tác không được hợp lý lắm. Với cả cái mỏ hàn này thì chưa mua được cái lưỡi dao ở đầu, đâm ra cái đầu mỏ hàn nhọn này hàn rất là khó trong IC đấy. Thì đối với các con IC nó nhiều chân hơn này thì tại sao mà mình lại không hướng dẫn các bạn là học khò những con IC như thế này, bởi vì hàn những con IC này nó khó. Thì sau khi các bạn hàn khò được những con IC này, các bạn cứ tập khò được những con IC như thế này. Giờ các bạn sẽ khò được những con IC như thế này. Những con IC như thế này thì nó khò khó hơn. Và cách hàn nó, các bạn nhìn chân nó rất là nhỏ. Thì phải là cái mũi hàn, mỏ hàn sung, cái mỏ hàn sung này của mình nó không thể hàn được. Cái mỏ hàn này không thể hàn được. Mà cái con kia nó lại có mỗi cái mũi nhọn không.
hàn nó rất là khó, thì phải là mọi hàn lưỡi dao thì mới hàn nó mới dễ. Thì cái nhấc thì này cũng giống y cái phương pháp nhấc này thôi, chúng ta cũng đổ mỡ và chúng ta sẽ khò khò hết bốn xung quanh và chúng ta nhấc nó ra, rất là đơn giản. Cái video của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Thì mọi thắc mắc các bạn có thể comment bên dưới. Còn nếu mà bạn nào thắc mắc về một cái máy khò ví dụ như kiểu này, như thế này chẳng hạn, mà khò và hàn như thế thì nó khoảng bao nhiêu ấy, thì nó rơi vào khoảng 1 triệu mấy trăm, tùy từng chỗ bán. Hoặc thậm chí có những cái máy khoảng 2 triệu 3 triệu, như con mỏ hàn máy của mình nó rẻ thôi, máy của mình nó khoảng 1 triệu tư thôi. Thì hôm nay chúng ta đã xong cái video này rồi. Thì mình sẽ nghiên cứu xem còn cái gì hay ho để hướng dẫn cho các bạn nữa không. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.